Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài mùng 1 về phần nguyên hàm và phần lý thuyết, và chúng ta đã có cái bảng công thức rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em vào phần bài tập các em nha. Ta sẽ đi sang vào phần bài tập này. Ta đi sang bài 4.1 em. Trong mọi trường hợp sau, hàm số fx có là một nguyên hàm của hàm số fx trên khoảng tương ứng không vì sao? Nhớ theo phần định nghĩa ấy, để nó là nguyên hàm thì khi nào em, khi nếu chúng ta chứng minh được hàm số fx lớn mà là nguyên hàm của fx nhỏ, khi nào khi đạo hàm của fx lớn sẽ bằng fx thì chúng ta kết luận cái thằng fx này đó chính là nguyên hàm của thằng này. Chúng ta phải hiểu như vậy, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta có câu A này, ở đây là fx là x nhân ln x, và fx ở đây là 1 cộng cho ln x trên khoảng này. Thì bây giờ chúng ta tính đạo hàm thằng này. Nếu như mà đạo hàm ta tính ra mà bằng đúng kết quả này thì nó chính là nguyên hàm. Còn nếu ta tính đạo hàm thằng này mà nó không ra kết quả giống thằng này, hai này cộng lại thì nó không phải là nguyên hàm. Thế hiểu không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính đạo hàm của ở đây là x ln ln x. Được không? Ở đây chúng ta thấy là x nhân ln x, chúng ta áp dụng công thức đạo hàm u nhân v á. Các hiểu không? U nhân v. Như vậy theo công thức đạo hàm của u nhân v, đạo hàm thì bằng u đạo hàm nhân v cộng cho u nhân v đạo hàm. Đã nó công thức thì trong đầu của mình nó phải nhuyễn giống ăn cháo rồi em, nghe đụng tới đâu là phải nhớ tới đó. Cho bây giờ mà lật để xem công thức là coi như không bao giờ người ta giỏi toán được, như là phải nhuyễn bông vậy đó, hiểu chưa? Như vậy nó ra được là x đạo hàm nhân ở đây cho ln x cộng x nhân cho ln x đạo hàm. Ok, như vậy ở đây nó sẽ bằng này. Đạo hàm của x thì bằng 1, 1 nhân ln x thì nó sẽ bằng ln x. Ok chưa? Còn x nhân ln, đạo hàm của ln x, đạo hàm của ln x thì bằng mấy? Bằng 1 phần x. Như vậy thì kết quả ở đây, kết quả ở đây ghi ra đây đi nha. Như vậy f(x) sẽ bằng ở đây là ln x. X nhân 1 phần x thì bằng mấy? Chính là bằng 1. Đã giống cái thằng này không? Giống đây không? À giống. Chứng tỏ cái thằng này là bằng f(x). Nên ta kết luận cái thằng này này, nó sẽ là nguyên hàm của thằng này. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi, ok. Câu B. Bây giờ đã hiểu cái cách làm để chứng minh một cái hàm số fx lớn nào đó là nguyên hàm của fx này chưa? Chúng ta chỉ việc chứng minh cái f(x) bằng fx là coi như, nghĩa là ở đây chúng ta đi tính đạo hàm thằng này thôi chứ đó. Thực chất là nó là như vậy. Hiểu không? Rồi bây giờ cũng như vậy thì chúng ta sẽ đi tính đạo hàm của fx sẽ bằng là e mũ sin x đạo hàm. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng dùng thầy công thức hàm hợp e mũ u đạo hàm. Nhớ cái này không? Nhớ cái này không nào? Đạo hàm của e mũ u thì bằng u phẩy đạo hàm của u nhân cho e mũ u. Có đúng không? Rồi như vậy bây giờ ở đây chúng ta sẽ lấy sin x đạo hàm nhân cho vẫn là e mũ sin x. Chứ gì nữa? Sẽ bằng đạo hàm của sin x. Đạo hàm của sin x thì lại bằng cos x nhân ở đây cho e mũ sin x. Bây giờ giống không? Coi thử này. Ê, cái này là, cái này nó khác. Nó khác với e mũ cos x. Chứng tỏ chúng ta kết luận ngược trở lại thì thằng này không phải là nguyên hàm. Nó không phải là nguyên hàm của hàm số fx này trên R. Xong. Đơn giản không? Đó, cách làm ra là như vậy nha. Rồi, ok. Gì đó, trúng cái đèn em. Trúng cái đèn. Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo nha. Tiếp theo. Cứ bình tĩnh mà làm. Đừng có vội vàng, rất quan trọng là chúng ta phải nắm được phương pháp á. Cái phương pháp rất là quan trọng em. Bất kỳ một cái bài nào nó cũng có cái phương pháp của nó. Nếu như chúng ta không chắc nắm chắc được cái phương pháp thì chúng ta không thể biết cách trình bày và biết làm như thế nào cả. Hiểu chưa? Đó. Để chứng minh nó nguyên hàm thì chỉ việc tính đạo hàm của nó nha. Ta đi sang câu 4.2. Ở trong đây có 4 câu. Ta cứ tiếp tục. Câu A này. Bình tĩnh nha. Tìm nguyên hàm số sau. Thì bây giờ chúng ta cứ đưa cái dấu nguyên hàm vô của fx dx
sẽ bằng nguyên hàm của, ở đây là 3x bình phương, nhớ có dấu ngoặc em nhé, 2x trừ 1, ở đây dx. Thì bây giờ ở đây chúng ta bắt ra, trở thành là nguyên hàm của 3x bình phương dx. Ở đây dấu cộng thì chúng ta ghi lại dấu cộng, nguyên hàm ở đây của 2x dx. Ở đây dấu trừ thì chúng ta cũng sẽ ghi dấu trừ số 1, đó, dx, ok chưa? Bằng tiếp này, số 3 chúng ta đưa ra bên ngoài. Đáng lẽ là chúng ta bỏ bước này, chúng ta làm bước này luôn, nhưng mà thôi, bây giờ bài đầu tiên nên thầy sẽ làm chậm. Số 2 đưa ra bên ngoài, x dx trừ ở đây số 1 đưa bên ngoài, số 1 thì không cần viết nữa, dx. Rồi bây giờ chúng ta có thể lấy nguyên hàm được rồi. Như vậy đây 3 thì nguyên hàm của x bình phương này bằng là gì game? X mũ 3 đúng không? Game có phải là bên đây này, thầy làm chậm này, 2 cộng 1. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần làm cái này nữa, chúng ta làm nhanh luôn đi, được không nào? Thôi lỡ cái ba này thầy làm chậm thì thầy sẽ làm chậm luôn. Ở đây là 1 cộng 1, ở đây là 1 cộng 1, đúng không? Trừ ở đây nguyên hàm của 1 thì bằng x. Ở đây nhớ khi tìm họ nguyên hàm thì nó phải có số c ở đây, thì là hằng số c á. Bằng tiếp, 3, đây là 2 cộng 1 là 3, 3 với 3 đây hết, nhưng mà nó còn lại ở đây là x mũ 3. 2 với 2 đây hết, nó còn ở đây là x mũ 2. Trừ đây cho x và cộng đây cho c, xong. Vậy thôi. Bài này mà làm không được nữa là thôi á. Không có bài nào làm được cả các em. Rồi bây giờ chúng ta đi tính nguyên hàm của fx dx. Mấy cái bài này thì thật sự nó quá dễ nha. Nó quá dễ. Có anh lượng giác đồ thì nó còn khó tí, chứ còn mấy thằng hàm đa thức đây mà làm không được thì thầy nghĩ chúng ta quá yếu, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đi tính nguyên hàm này. Thì thằng này nó ra được là x mũ 3, x mũ 3 cộng 1, lỡ ghi 3 cộng 1 ở đây, trừ ở đây cho x, nghĩa là x 1 cộng 1 trên cho 1 cộng 1 ở đây, đúng không? Cộng c. Thầy nghĩ chắc không có ông thầy nào mà giải chi tiết giống như ông thầy Quang này quá. Như vậy đây ra được x mũ 4 trên 4, trừ ở đây cho x mũ 2 trên 2 và cộng đây cho c, sao? Hai câu. Câu c này, câu c. Nguyên hàm ở đây của fx dx, nghĩa là nguyên hàm của thằng này là dưới dạng hàng đẳng thức nè. Dưới dạng hàng đẳng thức, ở đây hàng đẳng thức là gì? Nó có dạng là a cộng b tất cả bình phương mà người ta được học ở chương trình lớp 8 rồi. Khi người ta khai triển ra trở thành là a bình phương cộng 2ab cộng b bình phương nè. Chắc còn nhớ cái hàng đẳng thức này chứ, đúng không? Thì giờ khai triển ra cái đã. Nguyên hàm mới để đó. Ở đây là 2x bình phương thì trở thành là 4x bình cộng 2 nhân 2 bằng 4x cộng đây cho 1 dx. Rồi, ok chưa? Tách ra. Khi tách ra số 4 đưa ra trước luôn. Ở đây là 4x bình phương là đưa số 4 ra luôn nha. Cộng ở đây số 4 đưa ra luôn. Nguyên hàm ở đây là x dx. Cộng ở đây nguyên hàm của 1 dx. Ok. Bằng tiếp. 4 nguyên hàm thì bây giờ lấy được này trở thành là 3 ở dưới đây 3. Thầy làm nhanh luôn nha. 4 ở đây là x bình phương 2 ở đây nhân vào đây. Cộng đây là x cộng c. Rồi, làm bước nữa. Nên bằng 4 phần 3 x mũ 3 này. Cộng 4 chia 2 là bằng 2x bình phương cộng x cộng c. Xong. Hiểu chưa? Đúng không? Nghe. Quá đơn giản đúng không? Ta sẽ đi sang câu D. Câu D nha, câu D. Ở đây là 2 mũ x. Thầy ghi cái đề bài đã. Ở đây là 2 mũ x đúng không? Cộng cho 3 trên x bình phương. Quan trọng là chúng ta phải thuộc công thức là một chuyện. Bây giờ chúng ta phải biến đổi nữa. Bây giờ dưới dạng có dạng là fx cộng gx thì chúng ta cứ lấy nguyên hàm của 2 mũ x dx cộng nguyên hàm của ở đây là 3 trên x bình phương dx. Ok chưa? Bước này thì thầy nghĩ ai làm cũng được. Bằng tiếp. Nguyên hàm của 2 mũ x thì nó có dạng là theo công thức chúng ta là a mũ x ấy, thì nó ra được là 2 mũ x trên cho len của mấy? Len của 2. Cộng cái số 3 này người ta đưa ra bên ngoài đây. Đúng không nào? Và chúng ta lấy nguyên hàm cái nó số 3 ra bên ngoài thì nó sẽ trở thành là 1 phần x mũ 2. 1 phần x mũ 2 chúng ta sẽ viết trở thành là trừ 2x dx. Thầy sẽ làm nhanh một bước các em nhé. Được không? Em hiểu không? Ok, như vậy thì thằng này nó ra được là ở đây là 2 mũ x trên cho len của 2. Tí nữa bây giờ người ta lấy luôn, người ta cộng c luôn nha. Tại vì thằng này nguyên hàm mà thằng này chưa lấy thì người ta chưa cộng c. Không thì nãy chúng ta
đừng ghi cái này, cái chỗ này người ta đừng ghi cái này, mà chúng ta ghi cái này lại để cho nó khớp. Chừng cái lấy nguyên hàm cái không thì các bạn sẽ nói cái C đâu nữa, bỏ này, cái này vẫn ghi này nha. Bây giờ chúng ta lấy luôn này, ở đây là 3 nhân x mũ trừ 2 thì nó ra được x mũ trừ 2 cộng 1, ở đây là trừ 2 cộng 1, có đúng không, cộng ở C ở đây bằng tiếp 2 mũ x trên trên len của 2 cộng ở đây là 2 mũ mấy, 2 mũ trừ 1, ở đây là 3, ở đây là trừ 1 đúng không, cộng C bằng tiếp 2 mũ x len của 2. Nhìn này, cái x mũ trừ 1 đây là xuống đây, cái dấu trừ này, cái dấu trừ để cho cộng ở đây là thành dấu trừ đây, có đúng không, ở trên là 3, thằng x này xuống ở đây là x cộng đây cho C xong đó. Rồi ta nhìn này, câu A này, câu B, và câu C. Được chưa? Nhưng mà có một số sách, có một số sách thầy thấy cái câu D nó không là giống này nha. Ê chết rồi, chết rồi, thầy lại làm câu D của cái bài này rồi. Chết, chết rồi em ơi, câu câu D ở đây thầy đã làm vậy là thầy lại mắt nhắm mắt mở lại làm câu D ở đây. Chết thầy rồi. Đây, chứng tỏ câu D, cái câu D, thầy xin lỗi nha, cái câu D ở đây là bài 4 chấm bao nhiêu, 4.3 nha. Tiếp câu D thầy sẽ không làm lại nha. Đây là cái em này, được không? Cái câu D thầy sẽ không làm lại bài 4.3, mà thay vì đó bây giờ thầy sẽ làm lại cái câu D của cái bài kia, cái bài 4.2. Trời ơi là trời, chết thầy rồi. Câu D bài 4.3 thầy đã làm ở đây, thầy sẽ không làm nữa nha. Tí nữa thầy sẽ làm 3 câu ABC thôi. Đây. Rồi bây giờ thay vì đó thầy sẽ làm cái câu D của cái bài này 4.2, do là kéo lên kéo xuống em không thấy rõ nên thầy nhầm ở đây rồi. Ta tính nguyên hàm của fx dx, ta tính nguyên hàm ở đây của 2x trừ 1 phần x bình phương. Rồi bây giờ chúng ta khai triển thằng này ra theo dưới dạng hằng đẳng thức, ở đây dx ha, nguyên hàm thằng này ra được là 4x bình phương, 22 đi hết, cứ đúng không, 22 hết, nó trở thành là ở đây là còn là trừ 4 cộng ở đây 1x bình phương, trở thành là 1 trên x bình phương ở đây dx, ok chưa. Bằng tiếp nguyên hàm ở đây là 4x bình phương dx, chúng ta cứ tách ra, trừ 4 nguyên hàm của dx cộng nguyên hàm của 1 phần x bình phương, 1 phần x bình phương chúng ta sẽ viết trở thành là trừ 2 dx. Thầy làm nhanh luôn nha, lại làm nhanh một xíu. Bằng tiếp ở đây là 4, ở đây là trở thành là x mũ 3 trên 3 này, trừ đây là 4x này, cộng ở đây là x trừ 2 cộng 1 trên cho trừ 2 cộng 1 cộng đây cho C. Bằng tiếp thì nó ra được 4 phần 3 x mũ 3 trừ ở đây cho 4x, có đúng không. Thằng này chúng ta làm nhẩm nhanh này, trừ 2 cộng 1 bằng trừ 1, cái dấu trừ á, cái dấu trừ 1 này đưa ra đây là thành trừ này, còn cái mũ này là 2 trừ 2 cộng 1 là thành trừ 1, nghĩa là x trừ 1, x trừ 1 chúng ta sẽ đưa xuống như đây trở thành là 1 phần x cộng đây cho C. Xong bài 4.2D, các em thông cảm nha, do kéo lên kéo xuống nên thầy bị nhầm cái câu D, nhưng mà cũng không sao. Thì bây giờ thầy cũng sẽ làm luôn câu A, câu B, câu C nữa là của bài 4.3 nữa là xong, đúng không. Rồi thầy làm 3 câu, cái này làm rồi nha, cái này làm rồi. Câu A này, thầy đi tính nguyên hàm ở đây là 3 căn bậc 2 của x cộng 1 trên căn bậc 3 của x dx,
Đang tiếp. Bây giờ chúng ta tách ra. Số 3 chúng ta đưa ra bên ngoài đây. Cái căn bậc 2 ở đây nghĩa là mũ 1. Ở đây mũ 1, căn bậc 2 thì chỗ này là số 2. Khi chúng ta viết trở thành ở đây là 1 phần 2 dx. Có được chưa? Cộng ở đây là dấu trừ. Coi thầy biến đổi. Mà biến đổi nhanh quá các em sợ các em không hiểu hết cho nha. Thôi cứ kệ đó. Làm tách ra 1 trên ở đây căn bậc, căn bậc 3 của x thì thầy sẽ không viết căn bậc 3 nữa. Và thầy đây sẽ viết ở đây là 1/3 dx. Được không? Sẽ bằng tiếp. Cái này cứ để ra đây. Tí nữa lấy nguyên hàm lấy một lần luôn. Mà còn lắc nhắc. Còn ở đây cứ đúng em. Ở đây chúng ta nó là 1 chia, nên là x sẽ trừ 1/3 ở đây dx. Bằng tiếp. Ở đây là 3 x 1/2 cộng 1 ở đây, chia ở đây cho 1/2 cộng 1. Cộng ở đây x mũ trừ 1/3 cộng 1 trên ở đây trừ 1/3 cộng 1 ở đây cộng c. Ở đây này, nhìn này, 1/2 cộng 1 bằng 3/2. Các em lấy 3 mà chia cho 3/2. Các em hiểu không? 3 chia 3/2. Đây nè, thầy bấm này. Bấm để các em thấy. Các em lấy 3 này đúng không? Chia. Có phải dưới mẫu này là 1/2 cộng 1 là bằng 3/2 không? Đây. Thì bằng 2 này. Mục đích bấm ở đây không phải là thầy nhẩm không được, nhưng mà thầy nói nhanh quá sợ các em không hiểu. Là bằng 2 này. Ở đây là x mũ 3/2 đúng không? 3/2 cộng ở đây là 1 chia ở đây là âm 2/3. Âm 2/3 thì chúng ta sẽ đưa ra bên ngoài. Khoảng 2/3 chứ. Tại 1 ở đây là bằng 2/3, nó sẽ trở thành là 3/2 nhân ở đây x của mũ của gì? 2/3 cộng c. Đây số 2 này. Bằng tiếp. 2 nghĩa là nó ở đây là căn bậc mấy? Căn bậc 2 của x mũ 3 này. Đó, cộng ở đây cho 3/2 ở đây căn bậc mấy? Các em, căn bậc 2 của x mũ 3. Đúng không? Căn bậc 3 chứ, đây căn bậc 3 của x mũ 2. Nghe chỗ đây cũng rối não lắm á. Lên cơm đi xa chỗ đó nha. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bằng tiếp. Thằng này người ta đưa ra bên ngoài. Tạo x mũ 3 người ta viết trở thành là x x nhân cho x mũ 2. Ta đưa ra bên ngoài là x căn 2 của x cộng 3/2 căn bậc 3 của x mũ 2. Không đưa được, cứ để đó. Rồi cộng c. Có A nghe. Thấy phức tạp không? Cũng phức tạp phết đấy, chứ sao không phức tạp. Khó ra phết đấy. Nếu em không hiểu á là cũng hơi chua nha. Chứ không phải đơn giản đâu. Đặc biệt là số mũ ta phải biến đổi cho nó chuẩn. Rồi tiếp tục. Ở câu B. Nguyên hàm của fx dx sẽ bằng ở đây nguyên hàm của căn bậc 2 của x nhân ở đây cho 7x bình phương trừ 3 ở đây dx. Điều kiện đây là x lớn không, tại vì đây có căn này. Có hiểu chưa nào? Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhân vô thôi. Chúng ta nhân vô. Nhân vô nha. Ta lấy nguyên hàm của 7x bình phương nhân căn 2 của x trừ ở đây cho 3 căn 2 của x dx. Cứ như vậy. Bằng tiếp. Bây giờ chúng ta xử lý này. Bây giờ chúng ta tách ra số 7 này. Đây, thầy xử lý bên ngoài này. X bình phương thầy cũng làm, nhưng mà làm nháp đi, chứ làm nhiều nó dài quá. Ở đây là x bình phương, thằng này là mũ 1/2 đúng không? Mũ 1/2. Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng, lấy 2 cộng đây cho 1/2. Thì x đây sẽ bằng là 5/2 này. Hiểu chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết trở thành là x mũ ở đây là 5/2 dx. Cái trừ số 3 để ra. Lấy nguyên hàm căn bậc 2 của x. Căn bậc 2 của x thì chúng ta sẽ viết trở thành là x mũ 1/2. Ok. Như vậy mũ ở đây sẽ là x mũ 1/2 dx. Có hiểu không? Có hiểu tại sao chỗ đây ra được x mũ 5/2 chưa? Đây là một dây này. Máy này là ngồi nháp đi. Hiểu chưa nào? Bằng tiếp. Bây giờ lấy nguyên hàm luôn. Như vậy chúng ta lấy 5/2 ở đây cộng 1 trên 5/2 cộng 1 ở đây. Được chưa? Trừ 3 ở đây x mũ 1/2 cộng 1 trên ở đây 1/2 cộng 1 cộng đây cho c. Rồi ok. Bằng tiếp. Bây giờ chúng ta chia này.
Từ từ nè. Ở đây game lấy 5/2, thầy sẽ bấm cho em xem. Cộng 1. Để ở dưới mẫu này, ở dưới mẫu là 7/2 đúng không? Ở dưới mẫu thằng này là 7/2, nhưng mà game lấy 7 chia cho 7/2. 7 này chia ở đây cho 7/2, có phải là bằng 2 không? Như vậy ở đây cái số 7 này nó tuyệt tiêu rồi, bỏ chỗ này đây. Ta ghi đây là 2. Cái mũ ở đây nó sẽ là x của mũ 7/2, đúng chưa? Trừ ở đây các em thấy này, ta cộng với mẫu đây là bằng 3/2 đúng không? 1/2 cộng 1 bằng 3/2, kém lấy 3 này, chia cho 3/2. Đó, thì kết quả đây bằng 2, nhưng mà chỗ này chúng ta ghi bằng 2, x mũ đây là 3/2 cộng C. Chúng ta cứ làm biến đổi từ 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 như vậy. Rõ chưa? Rồi. Ở đây là 7. 7 đúng không? Thì nó ra được ở đây là căn bậc 2 của x mũ mấy? X mũ 7. Có đúng không? X mũ 7 trừ ở đây cho 2 căn bậc mấy? Em căn bậc 2 của x mũ 3 cộng C. X mũ 7. X mũ 7 thì chúng ta sẽ viết trở thành đây này. X mũ 7 thì chúng ta sẽ viết trở thành là x mũ 4 nhân x mũ 3, tại vì căn bậc 2 của x mũ 4 thì bằng x bình phương. Như vậy thằng này chúng ta viết trở thành là x bình phương căn từ từ. Vậy là x mũ 6 luôn đi. Vậy thằng này là x mũ 3. X mũ 3 nhân căn 2 của x trừ 2 x trừ 2x nhân cho căn bậc 2 của x cộng cho C. Tại vì x mũ 3 ta viết trở thành là x bình phương nhân cho gì? Nhân cho x. Đó, và kết quả cuối cùng là như vậy. Còn bạn nào á không thích thì cứ để đây, nhưng mà nó chưa tối giản. Như này mình gọi là tối giản này. Rồi, xong. Trời, lấy tờ giấy để mà làm được em. Tiếp tục. Một câu nữa là xong clip này nha. Đó chính là câu C. Tiền ngân hàm của 2x cộng 1 tất cả bình phương trên cho x bình phương dx. Đó. Thì bây giờ chúng ta cũng khai triển thằng này đã chính là hàng đẳng thức nè. Chúng ta sẽ ra được ở đây là 4x bình phương cộng 4x cộng 1 chia đây cho x bình phương. Ta đóng bằng ngoặc lại dx. Khi đó bây giờ chúng ta lấy tử chia mẫu, lấy tử chia mẫu, lấy tử chia mẫu. Thì thằng này chia thằng này thì nó ra được ở đây là số 4. Thằng này chia thằng này nó ra được là 4 trên x. Thằng này chia thằng này trở thành là 1 trên x bình phương dx. Bằng tiếp. Giờ chúng ta có nguyên hàm của 4 dx tách ra cộng nguyên hàm của 4 phần x dx cộng cho nguyên hàm của 1 phần x bình phương dx. Hiểu chưa? Sẽ bằng tiếp. Là một bước nữa trở thành là 4dx cộng 4 ở đây là 1 phần x dx. Có đúng không? Cộng ở đây là nguyên hàm ở đây là x mũ trừ 2 dx. Tới thời điểm này thì từ cái bước này thầy qua bên đây chắc có lẽ các em hiểu chứ phải không? Bằng tiếp. 4dx thì nguyên hàm nó là sẽ là x. Cộng nguyên hàm của 1 phần x thì nó sẽ là ln của giá trị đó của x. Có đúng không? Rồi. Cộng x mũ trừ 2 cộng 1 trên trừ 2 cộng 1 cộng C. Xử lý một bước nữa là ra rồi. 4 lên giá trị đó của x. Nhân ở đây. Ở đây là trừ 1. Ở đây trừ 2 cộng 1 thì trừ 1 đưa cho trừ ra đây. Nó chính là 1 phần mấy? Em 1 phần x cộng C. Xong. Xong rồi em. Còn cái câu D thầy làm rồi nha. Cái câu D này thì hồi nãy thầy đã làm rồi, thầy không làm nữa. Vậy thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Thầy cũng chúc cho các em học tốt. Bye bye. Đây, BCD kết quả. Bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy.
đẹp luôn. Chào.